chào buổi sáng chào một ngày đẹp chào tất cả hôm nay mình ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đã qua một tháng mình chia sẻ những cái clip tiếng đức tiếng anh hôm nay đầu tháng mình muốn lên chia sẻ cái clip này bằng cái ngôn ngữ của người việt để các bạn thêm chi tiết việc đầu tiên bạn phải cố gắng không cần không còn cách nào hết lấy cái này lấy cái này nếu mà bạn luôn lấy hai cái này cái vợ và con anh thì ngay giờ phút này bạn phải học cái này và một cái sự đó đi sâu một tí xíu nữa là thoát được một cái cảnh nghèo mơ mộng đó những cái clip trước mình cũng đã chia sẻ rồi hôm nay mình muốn chia sẻ thêm điều kiện để đạt chân tại đây có ba là nhất bạn phải hết lớp 10 đó là nhẹ thứ hai bạn cũng phải có một trình độ ngoại ngữ bằng tiếng đức nói tiếng đức nè và cả tiếng anh tiếng đức tiếng anh và học vấn thì bạn mới cầm được một cái visa để đến tại đây đó là việc thứ nhất có hai loại để bạn đến đây có hai loại một dạng đi theo học nghề nhưng bạn phải có tiền bạn phải có tiền nha. Nếu mà học muốn học nghề thành một cái tay nghề nó vững chắc ở xứ này. Ở xứ này không phải là lý thuyết không. Mà ở xứ này vừa học vừa thực hành. Mà trong khi bạn học ra bạn không cần phải đi đâu làm tại đây. Quá ngon đúng không? Bây giờ nó có luật như vậy. Bạn có đủ điều kiện ba loại. À. Bạn qua đây. Bỏ tiền. Đầu tư. Thứ nhất là mướn nhà. Mướn phòng ở nè. Là một. Thứ hai là bỏ tiền học nè thứ ba về ăn uống thì thứ tư nữa những cái đồ sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn laptop handy hoặc là những cái dụng cụ khác bạn cần phải mua phải có một khoản tiền nó bạn học 2 năm cũng cao đấy đó. Nếu có khả năng cái này dành cho cái phải có tiền nha giá chót mình đất chi phí không hai ngàn hai ngàn một tháng đó là theo tiết kiệm hai ngàn một tháng 2 ngàn oigo cháu phải hai ngàn việt nam nè hai ngàn oigo mà tuổi độ từ 18 đến hai mươi mấy thôi theo muốn hỏi biết thêm thì khoảng 20 mấy từ 18 đến, đến 20, 21 gì đó, 22 gì thôi Để Đó là là vấn đề đi học Bây giờ tôi nói ví dụ Học nghề 2 năm, 24 Tháng 2 ngàn, 10 tháng 20 40 ngàn 40 ngàn năm chục ngàn cho hai năm đầu tư chục ngàn hai năm đầu tư một đứa trẻ để đáp lại điều đó thì sau khi học xong được làm ở đây được lấy cái này bạn có cái này và bạn có cả cái này gộp lại bạn được phép bây giờ nó có một cái cây z mới thiệt mà bạn có cái này rồi sau 5 năm bạn sẽ có cái này phải thi nha phải thi tiếng đất sau năm năm phải có cả hai cái này bạn không cần phải bỏ cái này bạn cũng được phép vào được lấy cái này chuyển sau tiếng đức của bạn là của bạn ra ngoài kia và thi thi lấy cái này 5 năm thì bạn có thể tung hoành khắp thế giới rồi bạn đi bất cứ nơi nào lúc đó bạn bao nhiêu khoảng hai mươi mấy tuổi cuộc đời còn dài bạn dùng cái này nhảy vào bố sát mỹ đi America. Qua đó tha hộ bạn kiếm tiền đô la bạn bỏ sức kiếm tiền đô la nữa. Bạn có thể sao đó, bạn có thể dẫn dòng họ họ à. Họ hàng bà con anh chị em qua Mỹ cái đục. Chục ngang Bây giờ dòng họ hãy gom tiền Tôi nói dòng họ anh chị em phải gom tiền cho một người Đầu tư cho một người Anh các chị các em Gom tiền lại mỗi tháng Đầu tư cho một người Để sau 5 năm Cháu nó lấy cái này rồi Từ đây Từ có cái này cháu sẽ nhảy qua Mỹ làm việc ở bản có đồng tiền rồi bảo cảnh cả những cái người mà đầu tư cháu chích gì anh em bầu qua Mỹ hết tại sao không làm dòng họ bây giờ có một ai đó đứng ra thứ nhất là mượn nhà băng nếu không có phải gom góp lại dòng họ gom góp lại dùng cho một người giàu giỏi nhất phải có hai ngoại ngữ là hết 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 lớp 10 sẽ tới đây đối với con gái thì nên chọn ngành chăm sóc Ha. chọn ngành chăm sóc chăm sóc ở đây là chăm sóc người già chăm sóc những người tàn tật Đó chọn đối với con gái nhà chỉ cái ngành đó thôi ngành đó hiện tại hiện tại là đang cần ở đây đang cần ha đang cần hai là cái ngành y tá bác sĩ cũng cần à, nhưng mà phải biết tiếng rất giỏi còn đối với anh trai thì nên học một cái ngành mình khuyên là ở đây cũng cần về ở đây là nào, châu âu cho nên là học về cái ngành điện hay là cái ngành về hai sông cái ngành về hai sông cái ngành về về lò sưởi chẳng hạn cũng cần rất nhiều còn thứ ba nữa tốt hơn nhất nếu mà không có khả năng đó thì đầu tư cho qua đây học cái ngành tài xế xe tải nói việt nam nha còn ai giỏi nữa thì tôi không biết đó là cái ngành nghề nghiệp thôi gương nói học tại đây. và sau khi bạn học ở đây giỏi tiếng rồi học ở đây và làm tại đây điều quan trọng là phải gom góp tiền bạc dành cho một người qua đây lấy được cái này sau đó nhảy qua mỹ rước cả dòng họ qua sao không làm tại sao không học Tại sao không chia sẻ cùng mọi người lắng nghe cái câu chuyện ngày hôm nay mình chia sẻ để làm gì? Để thoát cái cảnh nghèo rất đơn giản vậy thôi. Ừ? Đây gia đình tôi nè, còn mấy cái nữa, chính tôi cũng phải học, học cái này nè bạn, từ cái cuốn này đây bạn tôi cũng phải học tôi mới có hai được cái này tôi mới có cái này thì bạn muốn có cái này bạn cũng phải cầm cái này tôi cũng phải từ từ cha từ 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 chữ một cái trong đây này bạn còn bây giờ đâu cần nhiều đâu các bạn bây giờ chỉ cần có một cái handy này thôi các bạn cái này đầu tư thôi làm cái gì cũng vậy mình cũng phải đầu tư không có cách nào hơn hết đầu tư bằng cái này nè ha cái này nè rồi cái máy tôi đang quay nữa Tôi phải đầu tư Tôi làm cái Youtube này tôi cũng phải đầu tư Tại sao tôi đầu tư Thì ngày xưa tôi cũng phải học Học cái này nè bạn Tôi khổ lắm bạn Ngày xưa tôi cũng khổ lắm tôi cũng học từng ly từng ti từng đi Bò từng chữ một Nhưng mà hôm nay không cần nữa đâu bỏ về quá bên cái này nè cái này đầu tư thì đầu tư vào để lấy cái này và đưa không họ đi sang Mỹ nếu mà nam thanh niên tôi không muốn nói Dòng họ hay bỏ tiền ra năm chục với khả năng của mình sẽ dẫn bạn đến đây học nghề, mướn nhà. Đó là mình nói 18 đến 18, 17 tới 20 thôi. Bắt đầu tới những người nghề nghiệp, những người hiện hành là từ 21, 22, 25 đi. Cái này những người mà có nghề nghiệp bây giờ cũng khó nói nhưng mà tôi cũng phải nói thôi. Ai đã học được tiếng Anh rồi Ai đã có bằng cấp tiếng Anh ha. Ai đã có bằng cấp tiếng Anh Thứ nhất đã có một cái ngành Nghề Ở sở tại Đã có bằng cấp tiếng Anh à Thứ nhất Và có Một cái Ngành nghề chứng nhận Bây giờ bạn vừa học vừa làm. Thêm một cái ngoại ngữ này nữa. Đó là những người là trên 25 tuổi. Ừ. Thêm cái ngoại ngữ tiếng Đức này nữa. Cầm, mới cầm được visa vào đây. Nhưng. Khi vào đây rồi. Người ta cũng text sáu tháng bạn có khả năng làm việc hay không có làm được hay không đó là một điều mà ở xứ này nó phải vậy đó là một luật pháp luật pháp nó đưa ra vậy phải biết vậy đó hiện của bạn chỉ 5 năm năm 5 năm năm thôi năm à? năm đơn giản nhanh lắm tôi ngày xưa là tám năm lần tám năm lần tôi mới thi cái này được thi thời gian anh học tiếng đức anh phải kiên trì bằng cái quyển sách này phê lắm mà và bằng một cái từ từ cái từ điển kia dày cỗi đây và làm việc tại đây mình ở đây cũng là ba mươi phải đầu tư không còn cách nào ha cháu nó hãy gom tiền hết hãy gom những cái dòng họ để muốn dòng họ đi sang mỹ thì phải dòng họ phải đầu tư anh chị em phải đầu tư qua để lấy được để cháu nó qua đây nó lấy được cái này và sau đó những cái người đầu tư bỏ tiền ra thì là cũng lấy được cái này ha quá đơn giản bây giờ hôm nay anh đỏ tiền để anh lấy cái này nó đơn giản gì rồi anh bỏ tiền để con anh bỏ tiền ra cho một cháu nào nó học giỏi lựa một cháu nào nó học giỏi bỏ tiền gom góp năm sáu người gom lại để đi qua đây lấy cái này À, rồi sau đó con của anh cũng lấy cái này là về nhà ngồi trên bàn học mỗi ngày mỗi giờ trên YouTube YouTube người đất đưa giáo sư thầy giáo rồi nó đưa lên những cái bài giảng cho cháu nó ngồi vô nó học cái này là dùng để đi đường Ha. còn cái này cái này dùng để đi đường còn cái này dùng để ở nhà nếu đã cháu đã đã có một cái 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 ngoại ngữ bằng tiếng anh rồi thì nhảy qua cái ngoại ngữ tiếng đức rất là nhanh chúng, ta đi, chúng tôi ngồi đây Sitter, 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 Sitter. Sitter. ngồi đây chẳng hạn Ngồi. à. thì xích xích hai cái nó khác nhau xích xích nó cũng giống như nào đọc cũng giống nhau viết hơi khác một tí xíu thôi Hế? chỉ cần viết thôi mình nhớ trong đầu rồi viết là nhớ trong đầu rồi bạn phải viết Yeah. viết bên này dít bên kia Tiếng Anh nó Nó nhanh Đọc đọc thì cũng nhanh cái quan trọng là viết thôi là viết là nhanh không đó. ha dụng gì để viết ha. mình chỉ là mày mua này đầu tư cho nó này viết xong rồi sao viết xong rồi sao à, ha. viết xong rồi sao trắng trở lại ha đó ngày nào cũng cầm cái này lên viết vào đầu. còn cái này để nghe, nghe như bạn nghe. phần này để coi về là nghe, nghe, nghe và hiểu. Ừ. Cái, này nè, cái, cái này dùng cái cu cái này dùng co cả để rọi vô đây. à. yeah. Rồi vô đây mình phải gọi vô đây thì yeah. cái co cơ mình gọi vô đây là cái chữ À. Huh. <laughs> <laughs> phải lên nghe nhiều lần. Lehrwerk, für Deutsch als Lehrwerk für Deutsch als Phải nghe, cái này dùng để nghe, dùng để rọi vô. Bạn nào mà không nghe được á, không nghe được á. Nghe vài lần bắt đầu, nghe vài lần. Dùng cái này viết lên ha à, rất là nhanh rất là nhanh để lấy cái này đơn giản là vậy thôi phải gom lại cho một người thì đến đây đó mình có thể giúp đỡ được cái gì như là nhà ở nghề nghiệp học trò chọn cái gì hãy xin liên hệ biết thêm chi tiết và cùng giới thiệu với những người bên cạnh mình bên phải bên trái xa hơn nữa là bạn bè dòng họ ta cùng nhau tiến bộ tham khảo và cuối clip mình cũng muốn ở dưới và chia sẻ cùng mọi người. Thế này mình cũng xin chào và tạm biệt